Bà Nguyễn Phương Hằng kiện người xin đỡ 2 triệu đồng, một YouTuber sắp bị xét xử. Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng từ chối lời đề nghị phối hợp để đối phó với một người phụ nữ, Mai Xuân Cường đã xin đỡ 2 triệu đồng và sau đó bị công an bắt giữ. Ngày 29 tháng 12 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thông tin đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đến tham gia phiên xét xử sơ thẩm vào chiều ngày 29 tháng 12. Bà Phương Hằng đến tòa với tư cách là bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, giữa tháng 8, Mai Xuân Cường có nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng và nói rằng sẽ phối hợp để cùng đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Hằng từ chối lời đề nghị. Sau đó, Cường tiếp tục nhắn tin nói bà Hằng chuyển cho 2 triệu đồng, nếu không sẽ quậy phá. Do không được đồng ý từ bà Hằng, nên Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500.000 đồng. Sau đó, bà Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau khi chuyển tiền, bà Hằng đến công an tố giác tội phạm. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Cường để điều tra. Theo quan điểm của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về mặt khoa học pháp lý, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cường là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Theo đó, căn cứ vào điều 170 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội cưỡng đoạt tài sản, đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người khác bằng những thủ đoạn đe dọa, sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm họ lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội. Với những tội có cấu thành hình thức, tội phạm hoàn thành ngay khi người phạm tội đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa hoặc giá trị tài sản là bao nhiêu. Vì vậy, đối với hành vi xin đỡ bà Phương Hằng 2 triệu đồng, thậm chí là đe dọa không để yên nếu bà Hằng không đáp ứng yêu cầu của đối tượng, đã thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Việc định giá tài sản chỉ là căn cứ để xác định khung hình phạt đối với người phạm tội. Trường hợp này, số tiền là 2 triệu đồng nên đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 170 Bộ luật hình sự. Luật sư Tiền chia sẻ thêm, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, việc xin tiền người khác chuyện tưởng đùa nhưng đây lại là hình thức cưỡng đoạt tài sản theo pháp luật hình sự và hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời gian qua, drama giữa bà Phương Hằng và dàn sao Vbiz đã gây náo loạn khắp mạng xã hội. Theo đó, nữ đại gia này liên tục có những phát ngôn gây sốc về giới nghệ sĩ, đồng thời điểm mặt chỉ tên nhiều ngôi sao đình đám. Mới đây, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Ngay lập tức, bà Phương Hằng có động thái đáp trả nam danh hài. Cụ thể, bà nói, Hoài Linh đã có hành vi chiếm đoạt trọn vẹn số tiền quyên góp từ thiện của Mạnh Thường Quân. Bởi vì tôi lôi chuyện ra thì mới chịu giải ngân, chứ không hề có sự tự nguyện từ trước đó. Đây đơn giản chỉ là hành động khắc phục hậu quả sau khi bị phát giác. Hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản rõ ràng là có thật. Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết số tiền đó đã chính xác chưa, liệu Hoài Linh có dùng tiền quyên góp của mọi người vào việc riêng hay không. Nói Hoài Linh không có tội, chẳng khác nào nói tôi vu khống Hoài Linh. Nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này lên tới Trung ương. Với động thái gay gắt và chia sẻ thẳng thắn từ vợ ông Dũng Lò Vôi, dân tình đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện này.